Chiều ngày 1 tháng 3, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Miss Betis Việt Nam 2023 tổ chức buổi giới thiệu tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, buổi giới thiệu bị tạm ngưng sau khi bắt đầu được vài phút theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Ông Nguyễn Khắc Minh, chuyên viên phòng văn hóa thông tin quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện tổ kiểm tra cho biết qua làm việc, đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu chưa cung cấp được các hồ sơ liên quan đến chương trình do cơ quan chức năng có thẩm quyền chấp thuận. Ông Minh cho biết theo quy định, chương trình họp báo phải có công văn chấp thuận của Sở Thông tin và Truyền thông. Do hiện tại đơn vị tổ chức chưa cung cấp được nên tổ kiểm tra cho ngưng toàn bộ. Theo dự kiến, chương trình có hai phần họp báo và tiệc. Riêng phần họp báo, tổ kiểm tra lập biên bản và yêu cầu ngưng đến khi đủ điều kiện mới được tổ chức lại. Chúng tôi cho người giám sát ngưng tổ chức họp báo, yêu cầu tòa nhà lập biên bản cam kết khi tổ chức các hoạt động họp báo phải báo với cơ quan chức năng riêng vụ việc này được ngăn chặn từ đầu nên không xử phạt ông nguyễn khắc minh cho biết thêm